Chơi Apple 4 mà thua vì không bắt trend theo meta thì không khác gì húp canh khổ qua mà không có thịt bằm. Cái vị nó đắng lắm. Vừa qua, FIFA Online 4 đã làm nên một cuộc cách mạng khi những cập nhật đã thay đổi nguyên mindset điều chỉnh đội hình chiến thuật. Việc có quá nhiều thứ xảy ra như vậy sẽ khiến anh em vừa thích thú và sẽ lại vừa bối rối, không biết làm sao để có thể thành thục với meta này. Vậy thì đừng lo, hãy cứ để FIFA Online 4 Việt Nam giới thiệu top 5 những thứ anh em nên để ý để không bị lạc lối tại rank nhé. Trước khi bắt đầu, xin cảm ơn và chúc mừng huấn luyện viên đã nhận được gói khởi động tháng 8 vì đã đóng góp chủ đề cực kỳ bổ ích cho series top 5 lần này. Dự đoán là sắp tới, anh em huấn luyện viên FIFA Online 4 sẽ đi du lịch sinh thái khá nhiều khi tại meta này. Những pha chọc khe linh láng là một điểm mấu chốt để cho anh em có thể đạt được những bức danh mong muốn. Đã không còn là thời của những Takadada hay là Sousa thần sầu. Giờ đây, khi animation của cầu thủ phòng ngự đã được thay đổi một cách rõ rệt, anh em sẽ dễ dàng thấy được những pha chọc khe trở nên dễ dàng và mướt mần mượt hơn nữa. Chưa kể là các trung vệ và hậu vệ tại bản cập nhật vừa qua sẽ có xu hướng dâng cao hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa là khoảng trống đằng sau lưng hàng phòng ngự sẽ trở nên rộng rãi hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, những pha bấm chọc khe như là ZW, QW và W là những tổ hợp phím mà anh em nên từ từ tập làm mòn phím để tận dụng những hố đen ở hàng thủ đội bạn. Nếu hồi xưa anh em hay sợ khi chọc khe, cầu thủ tấn công thường sẽ bị lấn át bởi sức mạnh của các trung vệ và hậu vệ, thì tại meta này, anh em cứ thoải mái hơn với những pha chọc xuyên phá hàng thủ đội bạn. Với bản update này, trung vệ sẽ thường bị chậm nhịp khá nhiều khi áp sát cầu thủ tấn công, do đó sẽ không còn đủ thời gian để tác động vật lý và sẽ bị đuối tốc độ khi đua với các cầu thủ tấn công có tốc độ nhanh. Thậm chí là khi tiền đạo chạy chỗ mà khoảng cách xuất phát có xa hơn hậu vệ đối phương một tí, anh em vẫn cứ tự tin và nhấn ZW nhé. Để tận dụng sự trở lại của các pha chọc khe, anh em nên chọn cầu thủ tấn công có tốc độ nhanh là yếu tố tiên quyết, có khả năng chạy chỗ khôn ngoan kiểu CR7 hoặc là Rô Béo. Yếu tố sức mạnh có thể được cân nhắc ít quan trọng hơn mọi khi, và các cầu thủ tiền vệ nên là những cầu thủ có khả năng chọc khe thấp hoặc chọc khe bổng ở tầm xa kiểu như là De Bruyne hay là Beckham. Xưa giờ anh em nào đang dùng những tiền đạo trâu bò hoặc là tiền vệ chuyền ngắn thì nên đổi từ giờ. Nhắc trước không là bị tụt danh thành người tối cổ rồi nha. Giờ đây khi chiến thuật đơn đã thêm được nhiều tính năng hay ho, đây sẽ là mảnh đất để anh em tối ưu hóa lối đá của từng con hàng của mình. Có 3 update lớn ở các vị trí bao gồm tiền đạo, tiền vệ phòng ngự và cầu thủ cánh. Tuy nhiên, Pressing Time tôi sẽ chỉ nói về những cầu thủ cánh và tiền vệ phòng ngự là chủ đạo, vì tiền đạo sẽ chủ yếu sử dụng chiến thuật chạy chỗ sau lưng hậu vệ nhờ vào việc chọc khe đang quá được ưa chuộng. Hậu vệ cánh giờ đây không chỉ là phòng ngự đơn giản nữa, mà sẽ còn có thêm nhiều option như là chạy cắt mặt cùng tiền đạo cánh để tạo ra tình huống 2 đấu 1 ở cánh. Anh em cứ mường tượng là nó giống với cách đá của Beckham và Gary Neville thời Hoàng Kim vậy. Option này sẽ rất phù hợp khi đối phương có cánh quá yếu hoặc là không có tiền vệ về phòng ngự cùng hậu vệ. Ngoài ra, anh em cũng có thể dùng hậu vệ cánh như là một tiền vệ khi mà chiến thuật đơn di chuyển vào trung tâm sẽ khiến cho hậu vệ vào trung lộ phối hợp với các tiền vệ nhiều hơn, kiểu như là Cancelo thời anh còn là trò cưng của Pep vậy. Vì vậy hậu vệ cánh sẽ di chuyển rất nhiều, đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều khoảng trống sau lưng. Đó là khi chiến thuật đơn bọc lót ở biên của CDM được áp dụng, hoặc thậm chí anh em cứ để chiến thuật đứng giữa hậu vệ cho tiền vệ phòng ngự, CDM sẽ cố gắng điền vào chỗ trống nhiều nhất có thể để hạn chế những pha ZW. Ở kịch bản đẹp nhất, anh em muốn hậu vệ dâng cao thì cứ để CDM dùng chiến thuật đơn bọc lót. Việc tấn công thì cứ để hậu vệ thoải mái nha. Gameplay FIFA Online 4 hiện tại phải nói là over hợp với các huấn luyện viên đam mê điều chỉnh chiến thuật sao cho đúng gu của mình, khi mà các update mới đã cho phép anh em dễ dàng điều chỉnh lối chơi theo cách chuyên sâu hơn nhưng vẫn vô cùng dễ hiểu. Để trở thành một chuyên gia chiến thuật thực thụ ở meta này thì anh em cần phải biết master được set up công và thủ. Sẽ hơi khó để Pressing Time hướng dẫn các anh em về chuyên sâu từng loại xu hướng, thế nên đợt này FIFA Online 4 sẽ gợi ý cho anh em đâu là cách xây dựng lối chơi hợp lý và cân bằng nhất. Ở xu hướng phòng thủ, anh em chỉ nên sử dụng hai cách, đó là lùi về hoặc là áp lực ngay khi mất bóng. Với meta chọc khe như hiện tại thì xu hướng lùi về sẽ là một cách giúp anh em chống ZW và QW hiệu quả trong phòng ngự. Cự ly đội hình sẽ được giữ vững ở mức tối đa và lỗ hổng sẽ là rất bé. Đối phương chỉ có cách phải sút xa hoặc là phối hợp liên tục để tới cung thành. Với cả cách phòng ngự này sẽ rất tiết kiệm sức lực cho cầu thủ. Cách phòng thủ thứ hai nên áp dụng là áp lực ngay khi mất bóng, dùng ở cuối trận khi mà mình đã bị dẫn trước. Khi mất bóng, cầu thủ sẽ lập tức ập vào để giành lại bóng. Cách này hiệu quả hơn là tất cả cùng áp lực vì nó sẽ đỡ tốn thể lực mà vẫn đảm bảo được cự ly đội hình không bị tách ra một cách rời rạc. Còn ở xu hướng tấn công, cách chuyển trạng thái nhanh sẽ rất phù hợp với những pha ZW và QW. Khi những cầu thủ của bạn giành lại bóng, những cầu thủ tấn công sẽ lập tức ồ lên chạy chỗ đón bóng. Phòng ngự phản công hoặc là tấn công chọc khe chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Ở đầu trận, anh em nên để xu hướng phòng ngự lùi về cho an toàn để đảm bảo thể lực, áp dụng thêm công thức tấn công chuyển trạng thái để phản công qua các quả chọc khe. Còn nếu cuối trận bị dẫn bàn thì anh em cứ ôn in vào cách áp lực khi mất bóng là đẹp nhé. Công thức dành hết lương cho tuyến trên, cân lương thì cứ để hậu vệ cánh lo, có lẽ là một trong những hàng đẳng thức đáng nhớ mà bất kỳ huấn luyện viên FIFA Online 4 nào đều nắm rõ. Thế nhưng tại meta 9.3 này, để hậu vệ cân lương thì anh em chỉ có nước xin Chúa phù hộ để không bị lọt lưới mà thôi. Bây giờ là thời đại của những hậu vệ cánh lương cao và chất lượng không khác gì những cầu thủ tấn công cả.
Như có đề cập ở phía trên, những chiến thuật và xu hướng mới của gameplay FIFA Online 4 đang yêu cầu các cầu thủ chạy cánh phải tham gia nhiều hơn vào các tình huống bóng, phải lên công về thủ nhịp nhàng, phải biết trồng cánh khi chuyển sang xu hướng tấn công biên, ngăn chặn các cầu thủ tấn công có tốc độ tốt, giữ bóng phải chắc và phải pressing nhiều hơn. Trước đây thì các hậu vệ thường chỉ có nhiệm vụ là phòng thủ và không cần phải chạy quá nhiều. Giờ thì các hậu vệ mùa lai mà bắt họ đáp ứng các nhiệm vụ ở meta này thì xong hiệp 1, mấy con hàng mùa lai đã hết xăng, hiệp 2 chỉ còn biết đi bộ và vút dâu. Anh em nên cân nhắc chuyện nâng cấp lại hai hậu vệ cánh để cải thiện thể lực, cũng như là dễ dàng triển khai các mảng miếng trồng cánh hoặc là sập thẳng vào trung lộ, phối hợp đang rất hiệu quả ở meta này. Các hậu vệ anh em dùng ở meta này thì nên là những hậu vệ có thể lực tốt, vừa thủ hay, vừa công giỏi, có tốc độ để chống biên và chân truyền tốt để phối hợp trung lộ, kiểu như là Hakimi, Kai Walker và Theo Hernandez tại các mùa có chỉ số cao. Hậu vệ thời nay thì không cần phải tạt quá tốt vì Takadada đã không còn là mánh bài lợi hại như trước. Nói tóm lại thì hậu vệ giờ đây không còn là một nơi để anh em thỏa sức chút bỏ gánh nặng lương bổng nữa, thay vào đó nó sẽ là một nơi để anh em đầu tư chỉnh chu hơn. Hậu vệ đó cần khả năng toàn diện hơn một chút và điều quan trọng nhất là phải có thể lực trâu bò đến cuối trận. Anh em có thể tham khảo một số hậu vệ mà FIFA Online 4 đã khuyến khích sử dụng nhé. Lý thuyết ở trên kia pressing time tôi kể thì cũng hay đấy, nhưng mà để lắp ghép các yếu tố sẽ là sơ đồ đội hình. Không để anh em chờ đợi lâu hơn nữa, hãy để tôi giới thiệu liền cho anh em các đội hình meta chất hơn nước cất ngay bây giờ luôn. Như đã nhắc thì ZW, QW, tốc độ pressing và đá cánh sẽ là những yếu tố tiên quyết trong lối chơi nếu như anh em muốn thành công tại phiên bản mới. Thế nên các đội hình sẽ cần có các yếu tố như là nhiều cầu thủ chạy cánh, đều và dễ dàng chọc khe. Tôi xin đưa ra một số đội hình như là 4-2-2-2, 4-2-1-3 hoặc là 4-3-3. 4-2-2-2, đây sẽ là một đội hình cân bằng giữa phòng ngự và hàng công với 4 hậu vệ, 2 tiền vệ phòng ngự, 2 tiền vệ tấn công và 2 tiền đạo. Hàng tiền vệ phòng ngự ngoài vai trò bảo vệ tuyến giữa phải biết phất các quả truyền lên cho 2 tiền đạo và 2 tiền vệ cánh chạy chỗ. Cầu thủ chạy cánh có vai trò quan trọng trong việc tạo sự đột phá và tạo cơ hội cho đồng đội. Thông thường, hai cầu thủ ở cánh sẽ nằm trong hàng tiền vệ cánh và có khả năng chơi cánh, lao vào trung lộ để có thể hỗ trợ hàng công. Với cả đây cũng sẽ là một đội hình rất tốt khi pressing tổng lực, khi mà cự ly đội hình không dễ bị đứt gãy do được dàn trải đồng đều. Đội hình 4-2-1-3 là một đội hình tấn công mạnh mẽ với một tiền vệ công đứng đằng sau 3 tiền đạo. Lối đá nhanh, chọc khe trong đội hình này có thể diễn ra từ tiền vệ tấn công đứng phía sau hoặc là qua việc kết hợp giữa cầu thủ cánh và tiền đạo để tạo ra những cơ hội lập công. Hai tiền vệ phòng ngự sẽ đảm nhiệm vai trò chờ cầu thủ tấn công của mình mất bóng và giành lại ngay lập tức, rồi phất một đường bóng dài lên cho 4 mũi tên phía trên phối hợp. Đội hình 4-3-3 chắc chắn là đội hình ai cũng phải biết rồi, tấn công tổng lực và pressing liên tục. Ba tiền vệ trung tâm chơi sáng tạo và tạo cơ hội cho tiền đạo ghi bàn. Cả mảng đội hình sẽ di chuyển liên tục, ai cũng sẽ tìm kiếm cơ hội, tìm khe hở để nhận được những đường truyền chọc khe từ bất kỳ đâu trên sân, ngay cả tiền vệ phòng ngự. Khi mất bóng, tiền đạo sẽ là người pressing trước, rồi cả đội hình sẽ dồn vào giành lại bóng. Dù 4-3-3 là đội hình rất dễ tạo ra những đường truyền đẹp mắt, nhưng lại đá rất mất sức vào cuối trận. Tùy vào những cầu thủ mà mình có hoặc lối đá yêu thích, anh em có thể tham khảo những đội hình ở trên nhé. Vừa qua là top 5 những thứ đáng chú ý để anh em master meta lần này. Còn điều gì anh em thấy hay mà muốn chia sẻ nữa không? Hãy để lại ở bên dưới phần bình luận nhé. Đội hình và cách setup là một yếu tố tiên quyết để có được một bậc danh cao. Vậy thì bạn nghĩ sao ở các số lần sau? F4 sẽ chỉ cho các bạn một số văn mẫu để anh em có thể áp dụng tại meta mới này ngay và luôn nhé. Và cũng đừng quên để lại chủ đề mà mình muốn thực hiện ở các số top 5 tiếp theo. Những ý kiến đóng góp hay sẽ có cơ hội được lên sóng vào các số tuần sau và nhận về những phần quà hấp dẫn từ FIFA Online 4 đấy nhé.